Sài Gòn tôi đã ngủ yên rồi, ngã ba ngã tư ngã năm không người. Sài Gòn tôi đã vết thương xa rời, phố to phố nhỏ đang hụt hơi. Sài Gòn tôi nhớ xôn xao sớm chiều, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn giờ đây xanh xao tiêu điều, chút kiêu hãnh xưa theo làn mây. Hà Tú thay mặt ban tổ chức xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị khán giả gần xa chương trình ca nhạc và dạ vũ đặc sắc với dàn nghệ sĩ hùng hậu nhất từ trước cho đến nay, sẽ được diễn ra tại thành phố San Diego, tại nhà hàng Chàm Chim, tọa lạc tại 435054 Street, San Diego, California. Gửi tiếng thương lòng, đêm gây quỹ hướng về Việt Nam cùng các ca sĩ hải ngoại, được tổ chức vào ngày thứ Sáu 15 tháng 10, với thành phần nghệ sĩ tên tuổi như Công Thành, Liên, Diễm Liên, Gia Huy, Henry Trúc, Randy, Khả Tú, Quang Lê, Khánh Hoa, Hà Thanh Xuân, Diệp Thanh Thanh, Nguyễn Đức Đạt, Tạp Kỹ Thành Lễ, Jackie Lệ Hoa, Thanh Tính, Ban Nhạc Hùng Hậu, John Trần, Quang Phúc, Chí Thái, Hạc Kim, Quang Guitar, Tuấn Phan, Trung Bass. Hai năm qua, nạn dịch lan tràn khắp nơi trên thế giới, khiến cho cuộc sống của chúng ta đã không còn như xưa, đã không còn những cái ôm đầm ấm để thể hiện yêu thương, những cái nắm tay nay cũng già chừng. Mỗi ngày chúng ta sống trong lo âu thấp thỏm, nó đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, từ cuộc sống bình yên, nhất là sinh mạng của những người ta quen biết. Gửi tiếng thương lòng là tiếng yêu thương, tiếng lòng chứa chan của những người con đất Việt sống tha phương nơi hải ngoại. Cùng những mạnh thường quân hướng về Việt Nam, hướng về một Sài Gòn một thời hoa lệ, nay chỉ một thoáng chốc đã tiêu điều sơ xác, khi mỗi ngày đang có rất nhiều ca nhiễm Covid tăng cao, chưa có điểm dừng lại, khiến cho con mất cha, vợ mất chồng. Đến giây phút cuối, ra đi cũng không có một người thân bên cạnh để đưa tiễn. Gặp lại nhau chỉ là lúc mà đôi tay lạnh run ôm lấy một hũ tro tàn, khiến cho trái tim của ta nghẹn ngào chua xót. Những hình ảnh đó khiến nước mắt ta cứ rơi mà không thể kìm lại được. Ta chỉ muốn thét thật to để cho phơi đi những nỗi thống khổ đến tận cùng. Sài Gòn yêu thương đang sống trong khắc khoải và thoi thóp mỗi ngày, trong tinh thần lá lành đùm lá rách đùm lá tả tơi. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để gửi về cho bà con thân thương tại quê nhà một chút yêu thương, chút ấm áp để có thể sống tồn tại qua cơn đại nạn này. Những đóng góp hiện kim cũng như hiện vật của quý khán giả và mạnh thường quân rất đáng quý trong lúc này. Chương trình Gửi Tiếng Thương Lòng được bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều là đón rước quan khách chụp hình lưu niệm, 7 giờ 30 dạ tiệc bắt đầu. Vé bao gồm 7 món ăn ngon được chọn lọc của nhà hàng Chàm Chim. Đặc biệt có lobster cho tất cả các loại vé. Riêng khách đặt bàn tài trợ được tặng 2 chai rượu chát. VIP được tặng 1 chai. 8 giờ 30 tối dạ phủ cho đến nửa đêm. Tất cả số tiền quyên góp trong đêm gây quỹ sẽ được dùng vào những việc như sau: mua thuốc men gửi về cho Việt Nam như là Tylenol, Vitamin C, Zinc, v.v. tặng tài chánh cho những gia đình khó khăn có người thân mất trong nạn dịch vừa qua, giúp cho những trẻ nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì Covid, vận động mua máy thở giúp cho các bệnh viện, mua lương thực cho những gia đình khó khăn
những người khuyết tật, người già neo đơn. Anh chị em nghệ sĩ hải ngoại sẽ gửi đến quý quan khách một chương trình vô cùng đặc sắc và ý nghĩa. Rất mong tất cả đồng hương Việt Nam tại thành phố San Diego cũng như khắp nơi có thể đến để tham dự đông đủ. Sự hiện diện của quý quan khách là niềm khích lệ và hạnh phúc rất lớn lao dành cho ban tổ chức cũng như các anh chị em nghệ sĩ góp mặt trong chương trình. Rất mong quan khách có mặt đúng giờ để không thể bỏ qua bất cứ tiết mục đặc sắc nào. Vé có bán tại Kim Thịnh Hưng Jewelry, Tâm Vĩnh Long. Mọi chi tiết về tài trợ, đặt bàn, xin liên hệ với ban tổ chức 714-724-1584, 714-724-1584, Jackie 714-417-1700, 714-417-1700. Và rồi anh sẽ dắt em đi dạo quán quen chiếc hôn ta cùng trao. Thì sẽ bay qua Cali để mình lâm tay hát cho cái chương trình Gửi Tiếng Thương Lòng, là một cái chương trình từ thiện để gây quỹ gửi về Việt Nam giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vì Covid. Thì đây là dược sĩ Quách Sĩ Bình. Thì theo lời chia sẻ của Randy thì Quách Sĩ Bình sẽ tặng 500 lọ Tylenol, mỗi lọ như vậy là 100 viên và cộng thêm 50 hũ về phổi. Nếu khi mình bị Covid thì dẫn tới phổi, thì cái đó có phần đó là phần chuyên môn để Randy, để dược sĩ Quách Sĩ Bình sẽ nói cái cách thuốc này sử dụng như thế nào. Và Randy thì định đem qua bên kia, nhưng đem tới đem lui sợ nhiều khi nó bị trục trặc rồi không có gửi để về Việt Nam kịp để mà giúp đỡ những người cần. Cho nên là Randy với lại bác sĩ Quách Sĩ Bình sẽ lấy cái địa chỉ mà bên ban tổ chức Gửi Tiếng Thương Lòng đó sẽ gửi thẳng về bên kia để cho nó tiện, khỏi phải đem tới đem lui nó bất tiện. Và bây giờ thì xin mời dược sĩ Quách Sĩ Bình chia sẻ cái cách sử dụng thuốc như thế nào, và anh đi xin đại diện cho ban tổ chức cảm ơn bác sĩ dược sĩ Quách Sĩ Bình rất nhiều. Và xin mời trước hết cùng cảm ơn Randy đã giúp mình để mà giúp bà con mình ở quê nhà được những cái thuốc giống vậy. Thì thuốc này là thuốc Tylenol quý vị, cái này là để mà trị sốt, thì quý vị đang khó chịu bị sốt, còn lúc mà mình khi lúc mà bị khó thở quá đó thì nó sẽ cái Covid này nó dẫn tới cái khó thở thì là bị viêm phổi. Thì cái thuốc này, thuốc trên thuốc sinh này thì quý vị thường thường uống một viên cho mỗi ngày, mà cho 10 ngày thì bảo đảm là cái viêm phổi mình nó sẽ bớt đi viêm lúc đó, tại vì viêm phổi nó làm cho mình khó thở. Cái thuốc dưỡng sinh này giống vậy. Còn cái thuốc này thì lúc đầu vô ai cũng bị sốt hết tại vì cái bệnh này. Cái thuốc này là thuốc Tylenol để sử dụng quý vị chia sẻ quý vị. Thì giờ vậy, như vậy thì để coi đây một mới thuốc đây quý vị. Quý vị thấy thuốc còn ngổn ngang đi. Bỏ trong cái xe ven đi. Thuốc ngổn ngang, bao nhiêu thùng ngổn ngang đi quý vị. Đây.
rất là nhiều. Rồi Randy đem đi thì nó cũng bất tiện lắm, thôi thì để đây sẽ gửi thẳng về bên 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 Việt Nam cho tiện. Cái thuốc này là cái thuốc mà trị phổi á, triệu chứng sau Covid mà ảnh hưởng tới phổi. Thì phải uống liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày một viên. Và cái lọ này á, thì mình có 50 viên thì là mình trị có được là 10 người. Mình gửi 50 lọ. Coi như một hũ như vậy là trị được 10 người. 10 người. Thì 10 người mình có 50 lọ, có nghĩa là được 500 người. 500 người. Thì sau đó cái này á, thì là một hũ. Thử như vậy là 100 viên. 100 viên. Thì thường bà con có thể dùng có thể chừng 20 viên, 30 viên là đỡ. Mỗi lần uống như vậy là 2 viên. Mỗi lần 1 tới 2 viên một trong vòng 4 tới 6 tiếng. Tùy theo cái tùy theo cái trọng lượng của người đó. Nếu cái trọng lượng lớn á, khi mình nặng cân mình nặng thì mình uống 2 viên, mà cân mình nhẹ nhẹ vừa vừa. Ở trong cái này nó có hướng dẫn không anh? Có cái hộp á. Đại khái nhưng mà nó có nó như biết tiếng Mỹ thôi. Nhưng mà khi mà về Việt Nam thì có những y bác sĩ người ta sẽ người ta sẽ chỉ. Như vậy thì mình tranh thủ gửi cái này nhanh nhất có thể. Nhanh nhất có thể, đúng rồi. Dạ. No more COVID. No more COVID.